Lương Mạnh Hải, Anh Thư và dàn sao Tuyết Nhiệt Đới thay đổi ra sao sau 16 năm? 16 năm trôi qua, dàn diễn viên đầy thực lực của Tuyết Nhiệt Đới năm nào nay mỗi người đã có một hướng đi riêng. Nhiều khán giả không khỏi tò mò về cuộc sống hiện tại của họ. Năm 2006, bộ phim truyền hình Tuyết Nhiệt Đới của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã tạo ra một cơn sốt mạnh mẽ đối với khán giả nhờ sở hữu một dàn diễn viên cực phẩm thanh xuân lúc bấy giờ như Lương Mạnh Hải, Thanh Hằng, Ngọc Quyên, Anh Thư. Hiện tại, cuộc sống và sự nghiệp của dàn diễn viên ngày ấy đã có nhiều thay đổi. Theo đó, mỗi người một ngã rẽ, người vẫn theo đuổi nghiệp diễn, người chuyển hướng sang làm đạo diễn phim, cũng có người tạm dừng lại chặng đường nghệ thuật để lùi về cuộc sống gia đình thường nhật. Lương Mạnh Hải, Tuyết Nhiệt Đới chính là bộ phim đầu tiên Lương Mạnh Hải thủ vai chính. Trong phim, Mỹ Nam gốc Hà Thành hóa thân vào nhân vật Tên Hải phải lòng Hằng, Anh Thư đóng. Sau vai diễn gây tiếng vang này, Lương Mạnh Hải tiếp tục được nhiều đạo diễn chọn mặt gửi vàng cho các vai diễn trong các bộ phim ăn khách như Bỗng Dưng Muốn Khóc, Vừa Đi Vừa Khóc, Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Trải qua nhiều năm thăng trầm trong sự nghiệp, Lương Mạnh Hải giờ đã trở thành đạo diễn sản xuất phim. Lương Mạnh Hải chia sẻ bản thân anh là một người cực kỳ cầu toàn và đôi phần khó tính. Ở tuổi 40, anh chọn theo đuổi con đường nghệ thuật và kín tiếng trong chuyện riêng tư. Những năm gần đây, Lương Mạnh Hải phải thường xuyên đối mặt với tin đồn về giới tính. Đứng trước những đồn thổi, nam diễn viên gốc Hà Nội từng bình tĩnh trả lời: nghệ sĩ thì cần phải có tin đồn, cần phải gợi sự tò mò cho khán giả. Mình cũng nên cần có những bí mật để người ta còn thắc mắc và đặt câu hỏi chứ. Đến thời điểm này thì không còn tin đồn nào khiến tôi phải lung lay hoảng sợ. Bây giờ là lúc bản thân phải sống cho mình, sống cho cảm xúc thật và làm những điều bản thân mình muốn chứ không phải người khác muốn. Thanh Hằng xuất hiện trên màn ảnh nhỏ từ phim Những Cô Nàng Chân Dài, nhưng phải đến vai Lam của Tuyết Nhiệt Đới, Thanh Hằng mới trở thành một trong những gương mặt diễn viên sáng giá lúc bấy giờ. Sau vai diễn thành công này, người đẹp Thanh Hằng lại tiếp tục ghi dấu ấn qua một loạt các vai nữ chính trong các phim điện ảnh như Những Nụ Hôn Rực Rỡ, Nụ Hôn Thần Chết, Siêu Nhân X. Chưa dừng lại ở đó, Thanh Hằng còn oanh tạc khắp các sàn diễn thời trang và trở thành giám khảo hoặc mentor cho các cuộc thi như Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019, Việt Nam Next Top Model, The Face Việt Nam. Ở tuổi 38, Thanh Hằng vẫn chọn lựa cuộc sống độc thân vui vẻ. Bên cạnh đó, siêu mẫu cũng khiến nhiều người trầm trồ bởi khối tài sản gồm siêu xe, biệt thự, đồ hiệu sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Dù không tiết lộ con số cụ thể, nhưng giá trị ngôi nhà Thanh Hằng vừa xây ước tính lên đến vài chục tỷ đồng vì đồ hoành tráng lộng lẫy chẳng khác nào lâu đài. Anh Thư, trong bộ phim Tuyết Nhiệt Đới, Anh Thư chiếm được nhiều tình cảm của khán giả bởi nét diễn chân thật và gần gũi. Nhân vật nữ chính của Anh Thư có một chuyện tình lãng mạn với nhân vật nam chính của Lương Mạnh Hải. Tuy có xuất thân là người mẫu có tiếng lúc bấy giờ nhưng Anh Thư vẫn không ngừng ghi dấu ấn đậm nét. Qua phim ảnh ở những bộ phim như Hoa Thiên Điểu, Tuyết Nhiệt Đới, Em Hiền Như Ma Sơ, Hồn Trương Ba, Gia Hàng Thiệt. Giữa lúc đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Anh Thư bất ngờ lên xe hoa và dường như mất hút khỏi làng giải trí Việt. Đến năm 2007, nữ diễn viên hạ sinh quý tử. Vào năm 2016, Anh Thư xuất hiện nhiều hơn cùng với lời thừa nhận cho việc ly hôn chồng vài năm trước và làm mẹ đơn thân. Năm 2021, Anh Thư sải bước trên sàn diễn thời trang sau nhiều năm vắng bóng. Cô cũng đảm nhận vai trò mentor The Face Việt Nam 2022 cùng Vũ Thu Phương và Võ Hoàng Yến. Vừa qua, vào ngày 7 tháng 6, siêu mẫu Anh Thư trở thành giám khảo Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam để tìm ra đại diện tham dự Miss Grand International 2022 diễn ra tại Bali, Indonesia vào tháng 10 năm 2020. Ngọc Quyên. Cái tên cuối trong bộ tứ đình đám Tuyết Nhiệt Đới chính là Ngọc Quyên. Giống như Anh Thư, Ngọc Quyên đã là người mẫu khi chỉ mới 16 tuổi. Chính cơ duyên cả hai là bạn thân đã đưa nữ người mẫu đến với vai diễn trong Tuyết Nhiệt Đới. Sau thành công của bộ phim, Ngọc Quyên cũng đảm nhận vai diễn trong Mỹ Nhân Kế của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Năm 2014, Ngọc Quyên lại bất ngờ kết hôn và rời khỏi Việt Nam để sang California định cư cùng chồng. Từ đó, cô gần như rút lui hoàn toàn khỏi làng giải trí. Thế nhưng sau 4 năm, người đẹp chân dài thừa nhận mình và ông xã đã chính thức ly hôn. Cô trở lại với công việc kinh doanh online và diễn xuất để kiếm tiền nuôi con. Sau khi ly hôn, Ngọc Quyên kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm. Cho đến tháng 10 năm 2021, Ngọc Quyên lần đầu công khai bạn trai. Cả hai đã có hơn 3 năm hẹn hò từ 2018. Bạn trai cô là một kỹ sư công trình ở Mỹ. Anh thường xuyên chia sẻ lại bài đăng bán hàng của Ngọc Quyên như một cách ủng hộ công việc của bạn gái. Những hình ảnh của bạn trai cựu siêu mẫu còn có khoảnh khắc cặp đôi chụp hình chung với con riêng của cả hai trông như một gia đình.